Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ ạ. Hôm nay tôi sẽ thực hiện clip chế tạo một cái xích đu khổng lồ. Chúng tôi đang làm cái khung cho xích đu khổng lồ nha các bạn nhé. Thì cái xích đu khổng lồ của tôi có chiều dài 5m và chiều rộng đó là hơn 1m, 1m2. Nói chung là đây một xích đu, từ trước nay tôi chưa thấy ai có xích đu này cả. Bình thường nó xích đu chỉ bé bé vừa cái đít thôi phải không? Nhưng mà xích đu này nó khéo cả tầm 50 người hoặc 100 người lên đây được. Nói chung là xích đu siêu bự khổng lồ. Đây là tấm thảm của xích đu đấy. Đấy, xích đu lại to như này đấy các bạn nhé, to khủng bố luôn đấy. Làm cái xích đu này tôi cũng có nhiều trăn trở là không biết buộc nó ở chỗ nào. Nhà tôi cái xích đu to này là không có chỗ buộc rồi. Trong làng tôi cũng không có cái cây nào to như nào để buộc. Bây giờ vẫn đang suy nghĩ trăn trở là chơi cái xích đu này ở đâu. Đau đầu, nó vẫn đang đau đầu và chưa biết gắn nó ở đâu. Đây kìa. Đây. Cái cây quéo nhà tôi thì nó bé quá. Nói chung là cái xích đu nó rất là to, cái cây này không thể chứa được. Thì bây giờ tôi đang suy nghĩ xem là treo cái xích đu ở đâu ơi. Đau hết đầu ơi. Tôi đi tìm chỗ để treo cái xích đu khổng lồ này thì không có nha các bạn nhá. Không có cái cây nào đủ lớn để chứa cái xích đu này các bạn ạ. Nói chung là không tìm được chỗ view đẹp để treo cái xích đu lên. Vì vậy là tôi sẽ quyết định là treo cái xích đu tại nhà tôi luôn. Tức là treo dưới cái lán này, treo lên cái chỗ dàn sắt này này. Đấy. Chứ cứ thật sự là tôi muốn tìm chỗ cái cây lớn để treo cái xích đu cho đẹp, nhưng mà thực sự là không có cây nào ở chỗ tôi có thể treo lên cái xích đu lên cả. Ok, thì bây giờ anh em chuyển xích đu vào trong đấy đi. Vậy là đã chế tạo xong xích đu khổng lồ. To bằng cả cái lán này luôn các bạn ơi. Cũng quá trời rộng luôn. Đúng bằng cái lán luôn. Ok, bây giờ sẽ là lúc test xem là cái xích đu này có hoạt động được không. To nhỉ. Vì cái lán này nó hơi chật hẹp ấy, vì vậy không quay được cái toàn cảnh của cái xích đu. Nếu mà quay được toàn cảnh của xích đu thì nó rất là hoành tráng, nhưng mà vì cái lán này nó hơi bé nên chỉ quay được một góc góc này thôi. Các bạn thông cảm. Tôi cũng muốn tìm một cái cây nào khổng lồ tôi treo lên, nhưng mà thật sự không có cái cây nào đáp ứng được cái xích đu khổng lồ này các bạn ạ. Vì vậy tôi mới phải làm trong cái lán như này. Vì vậy là hình ảnh nó ý là nó hơi tù túng ấy, các bạn thông cảm nhá. Nếu mà ra được cái cây nào đó to thì nó đẹp hơn, nhưng mà không có cây nào cả các bạn ạ. Ok, test luôn nhá. Ok. By the sounds I'm breathing and hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Mát thế nhỉ, thế này làm anh ngủ được ấy. Đẩy mạnh lên Vinh. Mạnh hết cỡ em nào. Ô, từ từ. Ôi, kẹt kẹt. Thích không các bạn ạ? Ui, chưa đến đây ngủ tốt, làm được luôn ấy. Làm được luôn. Ui, làm nó hơi. Làm nó hơi chóng mặt. Ui, cái xích đu khổng lồ này ngủ luôn các bạn. Ui, nó rộng dã man luôn này. Nó rộng ơi, rộng này, ngủ được luôn. Ôi, xích đu nó đang đi xong mình di chuyển trên xích đu nó nguy hiểm quá các bạn ơi. Nói chung là thích lắm các bạn ạ. Được. Vinh lên chơi đấy Vinh. À Vinh đây, ba người xem sập không? Ôi được này. Xích đu khổng lồ. Thế này đúng xích đu này phải cho được tầm 50 người đấy các bạn, 100 người. Ừ nhờ, cái này di chuyển thật. Đừng kẹt thôi. Ừ, cái này di chuyển thật. Sập cái rồi.
cả cái lán này bị di chuyển luôn. Nếu clip này được 100.000 like, tôi sẽ thực hiện video thử thách 24 giờ trên cái xích đu khổng lồ này. Vì tôi cảm thấy nó trong tranh này làm 24 giờ trên này rất là thích. Mát đúng không? Ở đây lại không sợ mưa, không sợ lắng. Nó chỉ hơi trong tranh một tí thôi. Nói chung là cái thử thách 24 giờ làm trên cái xích đu này là được ấy. Ba anh em trên một chiếc xích đu, như ba bông hoa lở cùng một lán, như ba ngón tay trên một bàn chân, đã xung trận cả ban một. À, mọi người, video này được 100.000 like, làm clip nhạc ca nhạc luôn, MV ca nhạc luôn, mọi người like đi nhá để tôi có động lực làm MV ca nhạc nhá. Tôi nói còn nó không sõi đi hát chắc là buồn cười lắm. Mọi người bấm like để tôi đi hát phát à. Vậy là chúng tôi đã chế tạo xong chiếc xích đu khổng lồ, thì cái xích đu khổng lồ nó rộng rãi nên nó thoải mái, chơi nó thích lắm, sướng lắm các bạn. Thích chưa? Thì clip hôm nay chỉ là clip chế tạo thôi. Nếu mọi người thấy muốn tôi làm clip 24 giờ ở trên xích đu hoặc là ra MV ca nhạc thì mọi người cứ đủ 100.000 like làm hai cái clip đấy, ok. Nấu cơm chưa, mang cơm đi ăn đi. Dọn cơm ra. Dọn cơm tới xích đu ăn luôn các bạn. Cái xích đu này nó to quá. Sướng hả? Thôi mấy anh em mình mang cơm lên ăn cơm trưa luôn. Và đây là bữa ăn của chúng tôi. Thì có món đậu chiên, tức là đậu hũ chiên ấy, sườn xào chua ngọt, thịt gà xáo và rau luộc, rau cải luộc. Thì nó gọi là bữa ăn đơn sơ của nhà tôi thôi. ăn hương ăn hoa thôi. Mời tất cả mọi người ăn cơm trưa cùng nhà tôi nhá. Thì mẹ tôi với vợ tôi thì mấy mẹ tôi thì ăn cơm trong kia. Thì ba anh em tôi ăn ngoài này. Cơ bản là ngồi lên nó trong chành, ngồi 6-7 người lên thì mâm cơm nó đổ hết. Thì vì vậy chỉ ba anh em ngồi thôi chứ mấy mẹ con là ngồi ở trong nhà ăn thôi. Đó, ok, mời cả nhà ăn nhá. Làm miếng sườn xào chua ngọt xem như nào. Ngon thế. Ngon quá, ngon quá. Chảy nước rồi. Tuyệt vời. Anh cái này kiểu đúng đưa trước à. Nó vừa ăn đúng đưa kiểu nó tự đúng đưa mình. Ăn cơm trên này nó mát quá ạ. Gió trời thổi mát rượi, không phải quạt. Giờ cái đã đung đưa này ăn nó tạo cảm giác thú vị. Nó đỡ nhàm chán. Không phải cơm nhà tôi mà tôi khen đâu, mà là tôi đang đói, nó ăn cái gì cũng thấy ngon. Thật, tôi làm clip là toàn những lúc đói, vì vậy là lúc nào tôi ăn cũng thấy ngon này. Vì vậy tôi nốt lọc tôi cũng khen. Ăn cơm trên cái xích đu này bây giờ chóng mặt rồi các bạn ạ. Chóng mặt rồi. Đây chóng mặt em cứ kiểu mãi mà mãi lên chung quẩy nhớ chóng mặt rồi. Chóng mặt các bạn, ngồi trên xích đu ăn cơm chóng mặt hết. Nó cứ lắc lư sao mà. Mình cứ bạp vào tập trung vào xong quẩy nhớ chóng mặt. Đến chạy vỡ ngã chứ. Khả năng là tị ăn xong là xuống đi đất là say là lôn hết. Mà thấy chóng mặt mà không ngồi đi ăn thì chóng mặt ta. Mày nhớ mặt anh thì chóng mặt mà. Không. Anh nhìn ngặt ngồi để chân vẫn rồi. Ngọt mới ăn. Ngọt mới ăn nữa. Nhân trắng, đúng rồi. Nhân trắng nó không. Chóng mặt. Thôi. Tôi chỉ ăn 2 bát rồi, ăn xong bữa rồi. Tôi ăn nhanh lắm các bạn, chỉ tầm 1 phút đến 2 phút là ăn xong bữa cơm. Vậy là chúng tôi đã ăn xong bữa trưa. Lo quá. Giờ không nói nữa rồi. Thì kết thúc clip chế tạo xích đu khổng lồ. Thì nếu mọi người thấy clip của tôi hay thì chọn cho tôi một like và đăng ký và chia sẻ các bạn không cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nhá. Xin chào các bạn. Bye bye.